anh nhặt nguyên vlog. Vâng, về Việt Nam em rất buồn. Em hát một nhạc cho mọi người Việt Nam. Cho mọi người Việt Nam tại vì em buồn. Buồn tại vì anh nhặt dạy thời giàu của em dạy học cho em tiếng Việt. Anh về Việt Nam em rất buồn. Thì anh thì rồi. Khoảng tháng gì đó anh qua bạn Elindu tặng mọi người bài hát nha. Hát tay tay thì cũng được. Không bạn ấy hát karaoke. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tam tư nên ao sao, qua bao nhiêu ai sau mà lại nỡ qua sao tháng ngang. Đón vị khách quý này, mọi người này. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E mano, tá tudo bem? Eu tudo. Ok. Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các bạn Việt Nam, Angola, ở Việt Nam, ở tất cả thế giới. Mundo. Em và em gửi chúc sức khỏe năm nay cho mấy người Việt Nam làm việc rất nhiều tiền, làm rất may mắn. Ok. Yeah. Hôm nay Nhật Nguyện Vlog về Việt Nam cả nhà. Đây, thì Elin Đù có đến Sượng từ sáng sớm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhật quen bây giờ 6 giờ 48 phút. Như vậy là mới có 7 giờ kém 10 thôi cả nhà ạ. Thì hôm nay, sáng hôm nay, chiều hôm nay Nhật bay về Việt Nam thì cùng bạn Elindu đến chơi và chào tạm biệt đúng không? Vâng, nhưng mà em rất buồn. Em rất buồn tại vì anh Johnny thầy giáo của em về Việt Nam. Em ở đây một mình buồn quá. Nhưng mà không vấn đề gì cả, em rất một bên em vui, một bên em buồn. Em vui tại vì anh Johnny đi thăm gia đình, đi thăm con, đi thăm vợ với mẹ. Nhưng bên khác em buồn tại vì em ở đây một mình. Đấy, anh về thì đóng vòng khoảng một tháng như đấy thôi. Ok, một tháng thì sẽ quay lại đây. Vâng. Về đây anh em ta tiếp tục làm. Dạ vâng. Thì cũng lâu lắm rồi cả nhà. Lâu lắm rồi Nhật cũng không làm video. Vì đợt này cũng bận rất là nhiều việc. Thứ nhất là việc ở cửa hàng, việc của công ty thì đợt này cũng rất là nhiều việc. Yeah. Nên là không ra được video, hai anh em không ra được cái video nào cả. Đấy, thì sang năm mới thì Nhật cũng như bạn Elindu cũng nói rồi, có chúc mọi người là sang năm mới thì có nhiều cái thử thách cũng như cái thành công mới trong cái năm 2023, năm Quý Mão này. Thì năm dương lịch thì hẹn mọi người là ngày mai là sẽ có mặt ở Việt Nam cùng chung vui với cả nhà. Còn ai có lịch nào thì bốc tại Hà Nội cần giao lưu thì Nhật sẽ có một hôm giao lưu với mọi người. Đấy. Có dịp mà Elindu về ăn Tết Việt Nam này, có lẽ có dịp sau. Có. Năm nay em chưa đi được. Chưa đi được tại vì năm nay cũng công việc rất nhiều. Nhưng có thể tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ có tiền em về Việt Nam du lịch, đi thăm người Việt Nam, tất cả người bạn của em. Vâng, để anh em ta gom ít tiền lại rồi ta về ta giao lưu. Ok. Đi ra giao lưu với Việt Nam cho em biết. Dạ. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Yeah.
Rồi lái xe đâu rồi? Người lái xe đang ra ngoài. Ê, ngoài công cửa. Chia có người lái xe vô ta đưa đồ ra. Dạ vâng. Ừ, đưa đồ ra nhé. Nặng không? Nặng. Nặng rất sức khỏe như con voi. Yeah. Chà, đây lái xe vừa ní đẹp trai cơ mày. Motorita vừa ní rất đẹp trai. Để anh mở ra. Hai cầu thủ vừa đi đẹp trai ơi. Đấy. Tôi nhá, chào nhá. Em ơi, bia chưa? À, đã về. Ờ. Em ơi, bia chưa? Đôi xe mà nè. Phải dê bênh nhá. Phải dê đê xa rời, phải dê tu đủ bênh tra bà lia đê xa kê liên tí phút xa nhá. Đã về. Ừ. Chào nhá. Hôm nay chia tay với anh Nhật Nguyên Vlog. Vâng, về Việt Nam em rất buồn. Em hát một nhạc cho mọi người Việt Nam. Cho mọi người Việt Nam tại vì em buồn. À ra. Tại vì em buồn anh Nhật về Việt Nam. Em rất buồn. Buồn gì không buồn? Buồn tại vì anh Nhật dạy thời giao của em dạy học cho em tiếng Việt. Anh về Việt Nam em rất buồn. Thì anh thì rồi. Khoảng tháng gì đó anh qua bạn ấy Lindu tặng mọi người bài hát nha. Hát tay tay thì cũng được. Không, bạn ấy hát karaoke. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đào, tạm tư nên ao sao. Qua bao nhiêu ai sầu, mà lại nỡ qua sầu thăng ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phản cũng lô làng. Tiếc muôn đời xa xa, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia ua tàn. Thương xót kia bé bằng, trước mừng quá mong vui vội vàng. Buồn làm chi em ơi, cho cha xin gửi lên tròn ngày mưa thôi sóng, mang nỗi sầu lìa xa thăm voi. Đời còn bao thương lai, lá xanh vẫn kịp quay la. Dù thời gian phơi phai, xin ngươi vào một tiếng ở dài. Thôi thôi, chúng tôi đến nơi ở sân bay rồi. Bây giờ lúc nào anh quay lại nữa, em hát cho mọi người nữa. Ok ok, tạm biệt anh. Vâng dạ, chúc may mắn công việc của anh. Em gửi thăm gia đình, chúc sức khỏe cho gia đình, năm nay làm nhiều tiền, chúc may mắn. Rồi ok, rất cảm ơn em nha. Dạ. Rồi để anh em có lại xuống đưa đồ sang vào sân bay các bạn nhá. Vâng, chào quý vị các bạn. Ok, cảm ơn anh. Chúc thăm lòng anh nhà. Đây, em ơi. Ok. Ok, yeah. Chào, yeah. Ok. Chào, yeah. Chào, yeah.